Ồ, như Ngô Kỳ nói đó, Ngô Kỳ nói là bên phía ông Nguyễn Long, đúng không? Phúc Long, cà phê Phúc Long đó, mà làm con rồng mà có một tí màu đỏ nào vô là ổng đốt liền á. Anh Ngô Kỳ thử mang ra gọi là đập phá đốt hay là xịt sơn cái số này đi nè, đúng không? Tức là ổng làm trái ý anh, tại vì hồi đầu là Ngô Kỳ nói là Ngô Kỳ chỉ cần ổng dừng cái cục cờ vàng thôi, còn cái chuyện cái 1975 có hay không Ngô Kỳ không quan tâm. Nhưng mà mới gần đây bác Ngô Kỳ lại nói đúng, Ngô Kỳ đồng tình với tụi cháu, tức là cháu đã nói trước rồi. Sau này đến ông Pháp Bùi với ông Phan Kỳ Nhơn thì Ngô Kỳ cũng nói là cái số 1975 này sỉ nhục cờ vàng. Bác nhớ bạn, Ngô Kỳ nói là cờ vàng là không có được quyền sơn phép lên đâu á, nó phải đúng khuôn khổ kích thước. Trong khi Nguyễn Mạnh Chí lại tưởng là bắt chước Ngô Kỳ, bác nhớ trong cái Facebook của Ngô Kỳ đúng không ạ? Nguyễn Mạnh Chí tưởng là bắt chước cái design của Ngô Kỳ rồi Ngô Kỳ sẽ mát lòng. Nhưng mà trong có thời gian cháu sẽ giải thích tại sao mà là tụi này nó trở mặt với Ngô Kỳ, và cháu mời bác. Vâng, thì tại vì cái gì ra một bên là cờ Mỹ, một bên cờ vàng ba sọc đỏ đó, đây là cả một cái collection. Dạ. Cái áo của Ngô Kỳ. Dạ đi dự đại hội rồi, trên Facebook hắn cũng đi ra như vậy nữa đó. Cái thành ra đó, đây nó là một trong những các cái thành tích, cái xuất hiện của Ngô Kỳ trong mấy chục năm qua khi mà đại diện cho cái Đảng Cộng Hòa, để mà coi như là có tiếng nói. Cho nên Ngô Kỳ là luôn luôn khoe rằng thì là mình gặp ông này gặp ông kia của Đảng Cộng Hòa, coi như là thì là một người đã đi vào mainstream, và thành ra thế nhưng mà đi vào mainstream nhưng mà không được hỗn láo, chứ nếu mà đi vào mainstream đàng hoàng không ạ. May cả thế thành ra đó, cái cộng đồng này nó có cái kẹt nó là một cái đứa con nít vòi vĩnh. Đây mới là một trong những các cái mà mình nhìn qua cái sự kiện này thì tôi cho rằng thì là chúng ta đã tự hạ thấp cái vai trò của mình, thành ra một đứa con nít vòi vĩnh. Có hai cái từ bác mà bác dùng nữa, sẵn đúng ra cháu không có biết có thuận lợi để cháu trình bày gọi là cái thuyết âm mưu, hoặc là muốn tài lanh giải thích là tại sao mà họ trở mặt với nhau, nhưng mà sẵn là bác dùng cái từ hỗn láo. Vâng. Là giống như cháu nói là cái từ đó nó gói gọn hết, nó nói lên tất cả rồi. Vâng. Thứ nhất là cái từ hỗn láo. Vâng. Hỗn láo là cái cá tính của Ngô Kỳ, đó là lý do tại sao tụi kia nó trở mặt với Ngô Kỳ, mà Ngô Kỳ mấy bữa nay vẫn phân bua, vẫn nghĩ là ồ anh đang quan hẹn là anh đang bận đi họp Sacramento, anh về anh sẽ mời tôi đi ăn. Chị quay bác nói trên số TV hôm qua đó, ý nói là tôi chỉ là nói họ tại sao không họp báo thôi, chứ tôi không hề chụp mũ họ, không hề lên án cái hành động đi họp với ba của họ. Ý nói là tôi không trở mặt, tôi không nhảy tàu, tôi không treo cổ họ, tôi chỉ có gọi là cố vấn, đúng không? Kêu khuyên họ làm cái này mà họ không làm theo lời tôi thì tôi giận thôi. Bác hiểu không? Ý nói là tôi sẵn sàng tôi trở về hàng ngũ đó. Nhưng cái chính là bác, cái từ mà bác nói hỗn láo đó là cái nguyên do của cái sự mà không những rạn nứt bác, mà cháu hồi nãy cháu chọc Ngô Kỳ trong cái clip ngắn một phút á, cháu nói là tụi nó không đón anh trở về đâu. Over game đối với anh là anh đã đền rồi, tụi nó coi như không, tụi nó là dứt khoát là giả dụ tụi nó ngồi bàn với nhau nó thôi quên Ngô Kỳ đi, đúng không ạ? Đúng. Tại vì giống như bác nói, thứ nhất anh là cái thằng chửi mướn, chó sủ mướn, tiếng Anh nó là attack dog, henchman, chém mướn, đúng không ạ? Nếu mà anh là băng đảng mafia, anh dùng một cái thằng chém mướn thì ít nhất nó phải có kỷ luật, discipline, nó phải hiệu quả, hoặc là nó không gây phiền phức cho anh. Chứ còn mày đi chém mướn cho tao ám sát, giống như trong mới đọc tin hôm qua bác, có một cái thằng nó cho người giết ba nó là bố già mafia thật sự. Thì nếu mà ám sát ổng xong là nó trở thành bố già, đúng không ạ? Nhưng mà mày mướn một cái thằng tào lao nó ám sát xong mày nó lộ ra mày thì mày cũng đi tù, đúng không bác? Tức là mướn một cái thằng chịu mướn mà làm sao mà người ta không truy được dấu vết, không bị liên lụy, đúng không ạ?
Tức là âm thầm làm được việc cho tao mà không dính dáng, không gây ồn ào. Chính tụi mafia bây giờ nó cũng không muốn ồn ào. Còn mày quá ồn ào, điều thứ nhất. Đúng không ạ? Điều thứ hai là mày không có kỷ luật, không có tôn ti trật tự. Đúng không ạ? Có thể đúng, tao muốn giết đứa đó, tao muốn đập đứa kia đó. Nhưng mà cuối cùng tao không biết lúc nào mày đập vỡ đầu tao. Đúng không ạ? Thì tao cũng không muốn để mày kề cận bên tao. Bởi vì thứ nhất là sao? Bây giờ tụi nó nghĩ là có năm quan rồi. Thằng này còn đích dám lên DM mọi người mà mày còn chỉ, mày chỉ tổ cha mày, tổ cha mi nói không không. Còn thằng kia nó DM người này, DM người kia mà. Rồi thêm Nhật Linh bài bản đúng không ạ, nói cũng là đàn bà phụ nữ bài bản, cũng khoe có học hàm rồi giáo sư rồi này kia. Tao đâu cần mày nữa, nhất là tụi này nó ngoan ngoãn, nó nghe lời mà nói nó làm gì, nó có kỷ luật, nó làm theo đúng cái chính sách đường lối của đảng. Thì tao cần mày làm cái gì? Bà hiểu không? Mà điều thứ hai nữa là như vậy, là Ngô Kỷ chính vì cái bản chất ngông nghênh của mình cứ nghĩ là mình làm đúng, mình không làm gì sai, đúng không ạ? Nhưng mà cái từ của bác nó nói lên tất cả là cái từ hỗn láo là như vậy. Dạ dù bây giờ cháu ví dụ nó hơi hỗn đi, dạ dù bây giờ bác ngồi ngoài đây nãy giờ mấy tiếng rồi đúng không ạ, cháu đến thì bác chưa có đi mua nước mà trời nắng chang chang, thì đương nhiên bác cũng có người mua nước cho bác thì bác rất vui đúng không ạ, tức là cũng làm được một việc cho mình. Nhưng mà cháu đến cái mặt này không có từ mua nước à, để vô mua cho ông ly để khát chết đói như vậy ngồi, thì bác nghĩ là như vậy là bác có chấp nhận cái ly nước của cháu hay không, đúng không ạ? Tức là của cho không bằng cách cho. Thì cái anh chàng Ngô Kỷ này mấy bữa nay anh giải thích cho tụi cái hiểu, anh nói tụi bay an tâm, hôm bữa tao lên phố Sa TV tao chửi cha mắng mẹ tụi bay, tao nói mày ngu, mày ngang, mày hỗn láo rồi này kia, là tao vẽ đường cho mày để mày học báo, để mày giải đọc, để mày tỉ trắng thôi, chứ tao đâu có treo cổ tụi bay. Tao là đang vẽ đường, tao đang cố vấn, tao là dùng khổ nhục kế, bác hiểu không? Nhưng mà giống như cháu giải thích, nhưng mà mày dùng khổ nhục kế là mày tự mày bố đời. Đúng, người ta đang cần uống nước, nhưng mà mày phải biết cái thân phận của mày. Mày phải để vô trong rót nước, dâng hai tay, mời ông dùng. Chứ không phải mày bố đời mày lấy phát nước không, mà mẹ không có tiền mua nước à, là tao thí bố thí cho mày liền. Thì mẹ nó đạp vô mặt mày cho nó cảm ơn mày. Thành ra nhưng mà cái câu chuyện là cả đạo luôn luôn là có những các cái ví dụ mà nó cũng quá xa thực tế. Dạ. Dạ vâng. Đó do đó mà cái câu chuyện thì tôi chỉ muốn nói không những là không hoàn toàn là hỗn láo, mà cái cộng đồng này nó là một đứa trẻ hư, một đứa con nít hư. Cháu đang quay ngược về cái chuyện cái quan hệ giữa Ngô Kỷ và cái đám Trần Thái Văn, Nguyễn Mạnh Chí đó bác. Thế cháu không nói đến cộng đồng, cháu đang nói cụ thể vô là Ngô Kỷ với Nguyễn Mạnh Chí. Mà bây giờ Ngô Kỷ cứ ngọc muốn giải thích cho tụi kia, nãy giờ cháu giải thích luôn cho tụi nó hiểu quá. Ngô Kỷ không lên án tụi bay, Ngô Kỷ không nói tụi bay trở cờ, Ngô Kỷ không nói tụi bay là thân cận. Ngô Kỷ chỉ cố vấn cho tụi bay, nói là bây giờ lên giải độc, nói là đồng hương an tâm, cử tri an tâm, chúng tôi không có trở cờ, chúng tôi đâu có biết bữa đó có Vietnam Airlines vô tình đến thôi, yên tâm, chúng tôi tiếp tục vinh danh cờ vàng không sao hết. Everybody go home, về nhà để giải tán tan hàng, không có chuyện gì mà ầm ĩ, chúng tôi vẫn chúng công triệt để quấn cờ vàng vô cổ, bye bye, đúng không ạ? Cho mỗi người vài cây chả giò, cho ly nước rồi go home tan hàng là xong chuyện. Có hiểu không? Ý Ngô Kỷ giải thích cho tụi này là như vậy, nói tao không có hề nói tụi bay là chở cờ, đúng không ạ? Đây là Ngô Kỷ đang vẽ đường cho tụi nó giải độc tẩy trắng. Tức là một cái con đường là xuống thang. Dạ vâng, mà coi như là thay vì nghiêm trọng hóa vấn đề thì ngược lại là biến cái vấn đề nó từ không gì là chuyện lớn thành việc nhỏ, từ việc nhỏ hóa không, nó đại khái như vậy. Đúng không ạ? Để cho nó chìm xuồng. Vâng, đó thành ra tôi mới có cái đề nghị là đưa tiến Ngô Kỷ bằng một cái bằng tiến sĩ, nhưng mà danh này, dự cờ vàng như cháu... bằng tiến sĩ cờ vàng danh dự. Bởi vì cháu mới đưa cái giải ví dụ cái mời nước là vậy đó bác. Nhưng mà tụi này nó chỉ nhìn cái thái độ của Ngô Kỷ mà nó không có để ý đến cái ẩn ý, cái
cái chiến thuật, chiến lược hoặc là cái mục đích hay là cái phương thức. Đó hiểu, đó là Ngô Kỳ đang vẽ đường cho nó thoát được cái gọi là cái Vava Gate. Đúng không? Dạ, nhưng mà tụi này nó ngu, nó chỉ có tự ái thôi. Đó hiểu không? Nó chỉ nói tao đéo cần mày, mày vẽ đường cho tao, mày là cái thớ gì nhưng mà mày láo, mày không có quyền láo với tao. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là nó nghĩ tao cũng không cần mày nữa, tao đã có Nam Quan rồi, tao đã có Nhật Linh rồi, thì mày cút, mày đi chỗ khác chơi. Tao muốn những cái đứa mà ngoan ngoãn nghe lời, có kỷ luật, chứ không phải là những cái đứa mà ngông nghênh như mày, bú đời như mày. Dạ, cho mời bạn. Vâng, thì bây giờ khi mà nhắc tới Nam Quan thì mới thấy rằng thì là bây giờ trong hội đồng thành phố tao đã có một mũi dùi, tao đã có một cái một cái thằng còn hỗn hơn chúng mày nữa. Thì tao nói đó, mày chỉ giả vờ, mày gọi là chê chữ, mày lập lờ, mày tổ cha mày thằng thiết, thì ra tòa làm sao mà buộc tội mày được. Đúng không? Thì bây giờ dịch chữ thằng đó là cái gì? Giả dụ giờ cháu gọi một cái ông cụ 90 tuổi là thằng đi, thì người Việt Nam mình thấy là cháu ngang tàn hủ hèo, đúng không ạ? Nhưng mà Mỹ thì nó đâu khe, nó nói thằng là cái gì? Là hắn ta. Dạ không, mày dịch đi, mày dịch với thằng đi. Dạ, đúng không ạ? Anh chơi chữ, còn thằng này nó không cần chơi chữ, nó chỉ mặt nó nói DM người này, DM người kia. Mày dám không? Thành ra mày nói rằng thì là gió đã đổi chiều với lại tất cả cái bôn xa này đã vào cái giai đoạn mà buôn hận thù bán hàng giả, bây giờ là nó tới lúc mà nó tan hàng, nó bọt ẹp một cách thảm hại. Đây mới là một trong những các cái mà mình thấy rằng cũng tội nghiệp cho họ. Bởi vậy bác sẵn cho nói luôn, bác thấy Ngô Kỳ nè phải giải độc, tìm cách là lật lờ bao biển. Còn Nhật Linh nó cần bao biển, lên chị tụi bay ngu, tụi bay lú lẫn già rồi, hết thời vô tích sự, mẹ cút đi chỗ khác để người ta làm việc. Tụi bay chống cộng mấy chục năm chẳng được cái đất gì hết, đi mẹ cút đi chỗ khác. Bây giờ gió đã đổi chiều, bây giờ mà chống cái gì nữa, chỉ có mù quáng cực đoan ngu dốt như tụi bay mới chống. Chứ bây giờ VinFast, Việt Nam Airlines là chính phủ Mỹ người ta làm việc rồi, ngoại trưởng rồi về thăm Việt Nam hết rồi, chống cái gì? Cái đám đừng độ ngu dốt. Nhất là nó là phát ngôn nhân của tụi kia mà nó nói thẳng như vậy rồi. Giống như ông Triều Pháp bây giờ ông chẳng cần giải thích, chẳng cần xin lỗi, giờ ông cứ dừng cái tượng này. Đúng không bác? Thì giống như con Nhật Linh nó lên nó nói vậy thôi. Đâu cần đến phiên Ngô Kỳ phải tẩy trắng, phải giải thích, phải bao biện. Dạ, cháu mời bác. Bác thành ra cả thì cái khi mà xuống thang đó, khi mà bắt người ta thú nhận rằng mình cái giai đoạn vừa qua mình làm một cái chuyện ấu trĩ, thì tôi nghĩ rằng thì là cũng tội nghiệp cho họ, phải không ạ? Họ cũng là nạn nhân của một cái truyền thông hải ngoại mà nó bị bơm lên, nó bị bơm thổi lên rằng thì là họ chúng mày là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên những cái hành động của chúng mày là đúng mức, và cái hành động của chúng mày thành ra ban nãy mới nhắc lại cái ông Nguyễn Cần đó, là mày làm cái đó thì mày rồi cuối cùng mày sẽ chống nước Mỹ. Dạ đó. Và đó thì bây giờ chưa chống nước Mỹ đã chống Phúc Lộc Thọ rồi. Vâng. Đúng không? Tức là rõ ràng bây giờ mình sẽ chờ xem sao, đúng không? Giống như mình nói là trong ba dòng thác cách mạng thì bây giờ cộng đồng người ta nói là tổng tấn công. Thì rõ ràng bây giờ cháu thấy vậy là ông Triệu Phép đại diện cho Phúc Lộc Thọ họ đã sổ bài rồi, đúng không? Thì đó, bây giờ mình chờ xem là trong tương lai, đúng không? Tức là cái cuộc chiến này, cái sự kiện này nó sẽ đi đến đâu, có phải vậy không ạ? Không, thì tôi thì cũng không nghĩ là sổ bài. Ông ấy làm cái 1975, mày muốn hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng mà rõ ràng là cộng đồng, đúng không ạ, là liên ủy ban chống cộng sản và tay sai nè, tức là bao nhiêu những hội đoàn quốc gia chống cộng đã ý nói là cái đề can, cái số 1975 nó nhắc đến một cái sự kiện đau thương, cái nỗi nhục
đúng không? Cái ngày quốc hận Việt Nam, miền Nam Việt Nam bị mất nước rồi là gì đó, mà anh vẫn tiếp tục, không những anh không gỡ xuống mà anh còn dựng luôn một cái gọi là một cái tượng như vậy, thì rõ ràng ông đã sổ bài rồi. Là tại vì thì là đã bao nhiêu lâu nay cái phố Bôn Sa TV và mấy anh em cũng đều nói rằng thì là 1975 nó là ngày tháng tư đen, nó là một quốc hận, yeah, hay là nó là một vật hội mới cho dân tộc. Bởi vậy thưa bác, bởi vì bác hoặc là đa số những người khách quan thì người ta có quyền nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta nói nhìn ở cái góc độ tụi bay buồn là nuôi hận thù mấy chục năm nay. Tụi bay cứ xúc động phải kêu là cấm cửa cộng sản, phải nghị quyết cờ vàng. Mà bây giờ tụi bay lại nói theo giống như con Nhật Linh hoặc là nói như bác thì cháu mới đặt vấn đề. Nếu vậy thì mày đừng có để con Nhật Linh nó ra nó nói, mày tự mày nói đi. Mày nói chúng tôi đã chở cờ, chúng tôi đã quay xe rồi, đơn giản vậy thôi. Chứ còn cái cô nào là cái cô mà cái cô mà đặng gì chứ? Cô Candy Đặng. Cô Trào Ngọt đó bà. Dạ, thì chính hôm qua đó cháu xem cháu mới mắc cười. Đầu tiên hết là ngày hôm kia nữa thì cháu mới làm cái clip ngắn. Cháu mới lo cho cô kỳ quá, bây giờ tứ bề thọ địch là đồng đội chiến hữu mới chở mặt. Nó đưa anh lên bàn mổ, đúng không ạ? Nó chửi cha mắng mẹ, nó đào mồ cuốc mạ anh lên. Không biết là anh làm sao quay xe được, anh làm sao ý nó là giải thích để mà trở về với đồng đội được. Thì mấy tiếng sau thì cô Kẹo Ngọt cô cũng lên cũng nói như vậy. Dạ, cô nói là bây giờ mấy cái người này là bây giờ trở mặt là đi bịa chuyện nói xấu Ngô Kỵ, mặc dù Ngô Kỵ là đối thủ của cô đúng không ạ, nhưng mà ít nhất là không thể là cộng sản được. Hoặc là ít nhất là Ngô Kỵ là cũng là người có trình độ, chứ không phải là nói như bác đó, chứ không phải là cái thứ mà học chưa hết tiểu học đồ này kia. Tức là cô cũng thì cháu mới lên Facebook cháu nói, ủa tại sao bây giờ đừng là cô Kẹo Ngọt này cổ đang quan tâm, cổ bảo vệ cho Ngô Kỵ. Thì anh Vũ Hoàng Lợi anh cũng gặp Ngô Kỵ, anh phỏng vấn, anh nói ủa tại sao bây giờ đồng đội của anh lại quay qua là tâm vầm anh, trong khi là cái cô mà bị gọi là thân cộng là lại quay qua bảo vệ anh đó. Tại vì cái chữ của cô nó đau ở cái chỗ là dọn rác. Tức là tụi này là rác, mấy cái đứa nó lên đây vấn đề tụi mày là rác rưởi. Đấy, cái nó đau ở cái chỗ là dọn rác. Thành ra còn cái Ngô Kỵ thì tôi thấy rằng thì là bao nhiêu lâu nay, mấy chục năm nay, anh ấy đã có một cái nhãn hiệu quá đặc biệt. Khi mà nói tới Bôn Sa, khi mà nói tới cờ vàng ba sọc đỏ thì không thể không nói tới Ngô Kỵ, một cái legacy, một cái nhãn hiệu được trình tòa mấy chục năm nay rồi. Thành ra đó là kể cả bên phía cộng sản, kể cả người Việt ở trên thế giới đều là biết tiếng Ngô Kỵ, biết tiếng là cái người mà bảo vệ cờ vàng ba sọc đỏ. Thế thành ra bây giờ mà cho nên nếu mà để mà tôi không có như những cái người kia mà giết móc giết móc về cái chuyện mà Ngô Kỵ chở cờ, hay là Ngô Kỵ đã đi lố, hay là Ngô Kỵ đã dại dột, thì tôi cho nên tôi mới nói thì là có lẽ là chúng ta nên làm một cái chuyện vinh danh Ngô Kỵ là một cái chiến sĩ cờ vàng ba sọc đỏ, để cho tiến chân Ngô Kỵ coi như rằng thì là mấy chục năm qua anh đã làm hết cái bổn phận của một người trai thời loạn Bôn Sa, đúng không ạ? Thành ra cái đó là nó không phải rằng thì là chiều chuộng, không phải rằng thì là coi như rằng thì là coi như rằng thì là dỗ dành hay là cái gì đó, nhưng mà tôi cho rằng thì là đây mới là một trong những các cái mà mình công bằng với cái lịch sử,
tị nạn ở Bonsa, coi như là đây là cái thủ đô tị nạn, thì mình cũng coi như Ngô Kỳ đã làm xong cái nhiệm vụ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mấy chục năm qua, cho nên đưa tiễn Ngô Kỳ bằng một cái coi như là phát một cái bằng tiến sĩ danh dự. Tức là tôi đề nghị là cái cộng đồng nên mở một cái trang trên, không cần phải họp hành gì cả, mở một cái trang trên Facebook để mà người ta vào đó người ta bỏ phiếu để mà tán thành, thì coi như Ngô Kỳ cũng mát lòng và cũng trả cho Ngô Kỳ một cái vai trò, một cái giá mà Ngô Kỳ đã đóng góp trong cái cộng đồng buôn xa Hà Ngoại. Dạ vâng thưa bác, thì trở lại vấn đề đó thì cháu mới nói, tức là đương nhiên Ngô Kỳ có cái chỗ đứng, có cái vai trò gọi là mình có thể gọi là từ xưa giống như là Việt Quyết Ly người ta gọi là kỳ nhân diệt sĩ đó phải không ạ? Giống như Kim Dung không có là giang hồ thập ác hoặc là giang hồ gì tứ quái gì đó, đại khái như vậy. Thì cháu nghĩ thứ nhất là cháu cũng đồng ý với Kenny là cũng Ngô Kỳ cũng không phải là cộng sản, nhưng mà ngược lại cháu cũng khuyên những cái người mà từ bao nhiêu lâu nay thần tượng Ngô Kỳ đó, thì đối với cháu Ngô Kỳ cũng không phải là một cái người chống cộng có lý tưởng. Thì theo cháu nghĩ Ngô Kỳ là một cái người là, nếu mà xin lỗi chính ông ta nói, mà thượng đế mà hổ với anh ta cũng tát thượng đế, cũng đào mồ cúc mạ, cũng chửi cha thượng đế thôi. Có nghĩa là Ngô Kỳ chỉ có Ngô Kỳ thôi, có nghĩa là mình là trên hết, đúng không? Cái tôi hay là cái quyền, cháu nghĩ cái tôi nhiều hơn quyền lợi. Những người như Ngô Kỳ như với cháu thì không có đặt cái vấn đề mà đúng không ạ, tức là cái vấn đề thỏa mãn này là danh lợi rồi này kia, nhưng mà cái tôi nó quan trọng hơn, đúng không? Cái tôi là cái ego, cái tự ái đó. Thì nếu mà cháu xin lỗi, cháu dùng từ thượng đế mà có đối xử bất công hay là hổ đối với Hiền, hổ láng với Hiền mắt là Hiền cũng quất luôn, là Ngô Kỳ là như vậy. Thành ra cháu không nghĩ là Ngô Kỳ là tay sai cộng sản, nhưng mà ngược lại Ngô Kỳ không hề đấu tranh cho lý tưởng con khỉ gì hết. Đối với cháu là chính Ngô Kỳ dùng cái từ game, thì có nghĩa là đối với Hiền là Hiền làm bất cứ cái gì thỏa mãn, đúng không? Cái đòi hỏi, cái ý thức của Hiền thôi. Và Hiền đã từng làm việc với Việt Quốc Ly, vẫn còn giữ quan hệ với Nguyễn Quang Trường và làm việc với Vũ Hằng Lân. Thì Hiền có ba quyền cái cách mấy thì cháu cũng khẳng định với bác là Ngô Kỳ hoàn toàn không có chống cộng. Chống cộng đúng cái nghĩa là một người chống cộng triệt để, giống như Trần Văn Bá, kể cả ông Hoàng Cơ Minh hoặc là Nguyễn Thị Ngọc Hách rồi người kia đó bác. Đó là những người mà hoàn toàn là trong tâm người ta đúng nghĩa chống cộng, chứ không phải dùng cái chiêu bài chống cộng để mà play game. Mặc dù Hy không đến độ như những người khác, giống như tụi này, đúng không? Là đón gió chở cờ, mà mị, ăn đằng sống, nói đằng gió, tay phải thì cầm búa, cầm dao, đả đạo cộng sản, tay trái thì nhận tiền đi đêm với cộng sản, ví dụ như vậy. Thì có thể Ngô Kỳ không đến độ như vậy, nhưng mà Ngô Kỳ chỉ phục vụ, thỏa mãn, đáp ứng cái tôi của Ngô Kỳ thôi, thưa bác. Vâng, thì tôi thấy rằng cái phân tích đó có lẽ nó phù hợp với cái quan điểm của tôi, cho nên tôi mới cho rằng thì là nên đưa tiễn Ngô Kỳ đi ra khỏi cái vũng lầy buôn xa, cái vùng gió tanh mưa. Dạ vâng, rồi bây giờ mình Hải với Bắc Cường đã làm chương trình xong, bây giờ đi ghé lại cái hàng chữ đó để nghe Bắc Cường có thêm chia sẻ thêm một vài cái ý kiến và nhận định của bác. Đây là cái biểu tượng. Dạ vâng. Dạ đó. Rồi bây giờ mới đi qua đó. Dạ đó. Dạ. Dạ đúng, tức là đứng đây mới nhìn hết được cái hàng chữ nè. Dạ. Đây mới là cái trả lời của cái chủ nhân của Phúc Lộc Thọ. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, thì thứ nhất là bác nghĩ sao là hồi nãy cháu chọc Ngô Kỵ, nó là nếu mà Ngô Kỵ nói là đồng tình với ông Phát Bùi với ông Phan Kỳ Nhơn là yêu cầu ông Triệu Phát và ban quản trị Phước Lộc Thọ phải gỡ cái đề can 1975 xuống, đúng không ạ? Mà bây giờ không những họ không gỡ xuống, mà họ còn thiết kế họ dừng lên cái chữ 1975 này luôn. Thì bác nghĩ là làm sao ạ? Bác thành ra cái ông Triệu Phát này hình như là Ngô Kỵ cái gì là có mời ông ấy ra, thì ông ấy đòi được làm cờ vàng rồi biết á. Dạ. Thì ông ấy nói là rồi cứ yên đi rồi sẽ có. Dạ. Thế rồi mấy người này nó bảo thế là bao giờ mới gì đó. Dạ. Thì cái câu chuyện này thì là ông ấy không phải là ông không chấp, nhưng mà ông ấy biết là cái bọn này nó cũng là cái bọn ngu dại, cái bọn mà nếu mà nó có tinh thần, nó có đầu óc thực sự đó, thì nó biết rằng thì là đây nó là một cái cơ sở kinh doanh thương mại. Yeah. Không có cái gì mà lại bắt phải treo cái cờ vàng cả. Yeah. Của tư nhân. Vâng, của tư nhân mà. Yeah. Gọi là được dán cái đề can kia là phúc rồi. Dạ. Đúng không ạ? Chứ không phải là công sở. Vâng, thành ra được dán cái đề can 1975 Mỹ Việt đề hòe rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ nó lại còn đòi hỏi những cái thứ gì đó, thì ông ấy có thể là ông ấy cười cái ấu trĩ của cái bọn này, nó coi như rằng thì là một trong những đứa mà con nít vòi vệ vĩnh, gọi là hư đó. Thành ra cái cộng đồng này mà để mà suy tôn những các cái đứa mà đòi treo cờ vàng với gì đó, thì thực ra nó là những cái đứa con nít hư đốn, và hư đốn là bởi vì nó óc nó thấp quá, nó nhìn vấn đề và tôi cho rằng thì là nó làm những cái việc vô lối, mà tôi gọi nó là cái bọn bất đền lịch sử. Hay là nó nhắc về cái ông thẩm phán Nguyễn Cần đó, thì ông ấy nói rằng bọn này nó, cái tình hình trình độ của nó là dân quân xã ấp, và rồi thì nó sẽ dẫn tới chống Mỹ cứu nước, và nó sẽ chống nước Mỹ. Nếu vậy bác nghĩ đến vài bữa nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc mình qua đây bác coi chuyện sẽ. Bác nghĩ vài bữa nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tức là những cái người mà chống đối mà thấy như vậy thì họ có thấy rõ ràng là bên phía Phước Lộc Thọ sẽ không có dỡ cái đề can, đúng không ạ? Và nếu như vậy thì bác nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi nghĩ rằng thì là họ cũng cái đề can này thì họ cũng để thêm vào ở trên kia, họ nói là xin rồi mà chữ nhỏ nhỏ đó. Dạ. Từ 1975 rồi ở dưới là biết tên Sài Gòn thì ra nhưng mà rõ ràng là ai đi đường cũng thấy cái số 1975 chứ. Vâng. Còn cái chữ Little Sài Gòn thì không thấy, đúng không ạ? Vâng. Có nghĩa là họ là vinh danh cái 1975 giống như ở đây là dựng. Vâng. Dựng tượng. Nhưng mà 19 thì nó là cờ Mỹ, 75. Dạ. Nó là cờ vàng ba sọc đỏ, nó chỉ có mang những cái màu sắc đó thôi ạ. Chứ cũng không có giống như cháu với Ngô Kỵ thì đều không nói đó là cờ Mỹ và cờ vàng gì hết. Tức là họ dùng những cái màu sắc của cờ Mỹ, màu sắc của cờ vàng, có phải không ạ? Vâng. Chứ cháu thì cháu không công nhận cái đó là cờ vàng, thưa bác. Vâng, và do đó mà cái anh nghị viên nào đó, cái anh Châu Đỗ Vinh. Dạ. Gọi là định vinh danh hay là định được mình coi như đây là một cái thành tích. Dạ. Tôi cho rằng thì là anh ấy biết thân phận và thế này là được quá rồi. À. Chứ còn thì tức là Nguyễn Mạnh Chí nói là rất là hồ hởi phấn khởi là dạ. Chứ còn thì dễ lắm, mấy người mà muốn treo cờ vàng ba sọc đỏ đó thì tối trèo lên đây mà treo. Dạ. Rất nhiều trường hợp mà có thể treo được. Ồ, với sẵn nói là bác, tức là Ngô Kỵ có một cái đây là cháu thấy một cái luận điểm là cũng là ngụy biện láo toét. Tức là Ngô Kỵ nói là ông Triệu Phát và tại sao mà nếu mà nói vậy là sao ông dám dựng cái cục cờ Mỹ mà nói là phi chính trị, bác ý nói là chỉ có thương mại không có chính trị, thì tại sao ông dám dựng cục cờ Mỹ, tức là chỉ có một cục cờ Mỹ thôi.
ý Ngô Kỳ nói là đã một là không dựng gì hết, mà đã dựng cờ thì phải có cờ vàng, đúng không ạ? Tức là đó là lập luận của Ngô Kỳ. Nhưng mà cháu thấy trong khu nhà bác ở đó, trong khu nhà bác đó, tức là trong một cái khu đường đó, đó là khu đường sát đúng không ạ, một cái đường trong có chừng 20 căn nhà thôi, mà cháu đó thấy có 3-4 cái cục cờ rồi. Và cháu đi vòng vòng có thấy có rất nhiều những cái cơ sở thương mại thưa bác, họ có dựng cục cờ, kể cả những cái nhà, những cái quán ăn cái gì đó, họ đều có cục cờ, và chỉ có đúng một cái cục cờ Hoa Kỳ thôi. Mà Ngô Kỳ dám láo gió nói rằng là thà là đừng dựng cột, chứ mà đã dựng cục cờ thì phải có hai cục cờ, chứ không thể nào mà dựng một cục cờ như vậy được. Bác nghĩ sao ạ? Thưa anh, đây nó là nước Mỹ mà. Dạ. Chứ còn tự dưng đại cờ vàng qua sông đỏ thì tôi thấy thì là một cái đòi hỏi nó vô lối và nó buồn cười, nó con nít quá. Thưa anh, thành ra tới giờ này tôi cũng nghĩ rằng ông Ngô Kỳ mà nói chuyện rằng ông ấy định quay xe hay là được anh gì đó cả. Dạ. Tức là muốn quay đầu lại với Trần Thái Văn á, lấy mấy bữa nay phân trần. Không, nói là tôi không treo cổ mấy anh đâu, tôi không lên án đâu, tôi chỉ muốn khuyên răng thôi. Nhưng mà cháu giải thích rồi, nhưng mà anh bố đời, anh lóc cá, anh đi chửi người ta. Đúng không? Thì tụi kia nó nghe nó đâu có chấp nhận anh chửi nó. Thành ra tôi cho rằng thì là cái thái độ của Ngô Kỳ đó là nó vẫn là cái thái độ của một cái người tự phát, nó đóng cái vai trò tự dưng nó thể hiện một cái vai trò của một cái người đấu tranh cờ vàng. Ít nhất nó là cái nhà đấu tranh thật. Và rồi thì anh ấy cũng thú nhận rằng thì là ai cho tôi tiền thì tôi bắt qua đây luôn. Ai cho tôi tiền thì tôi sẽ đốt cái cờ vàng. Vâng. Và rồi thì mình phải cho hắn ấy một cái sự hối cải, một cái sự xuống thang. Hắn ấy nói rằng đây là một cái game. Thế thì tôi thấy rằng Ngô Kỳ là một cái thằng ăn nói gọi là thông minh, nhanh trí, và một cái sự mà hắn ấy nói cái chuyện này thì là đây là một cái game mà thì tôi thấy rằng những nhà đấu tranh thì phải rất buồn về Ngô Kỳ. Ngô Kỳ đã dám nói rằng thì là tôi đấu tranh cái cờ vàng, đây là một cái game. Nhưng mà thưa bác, cháu thấy nó rất là hỗn à. Nhưng mà thưa bác, cháu thấy mới hôm qua Ngô Kỳ là đưa một cái bài viết trên Việt Weekly cách đây mười mấy năm á. Nói giải thích dài lắm, mấy trăm mấy ngàn chữ gì đó. Nói là không mấy người như bác hay là cháu đó đã xuyên tạc anh ta khi mà anh ta nói là đây là cái game. Ý anh ta nói là game đây là có nhiều nghĩa, chứ không phải game là cái trò chơi. Game đây, ý anh ta nói là trong một cái cuộc mà game đây là có sự gọi là gì đó bác, đối đầu đó, có thắng có thua đó, đại khái như vậy. Thì không biết là bác có đọc, bác có nhớ cái thời đó mà Việt Quyết Lê có đăng cái bài mà của Ngô Kỳ để mà giải thích cái chữ mà anh ta nói là game không ạ? Không. Dạ. Thì anh ta, ý anh ta nói là như vậy, anh ta nói là mình là xuyên tạc anh ta. Chứ còn khi mà anh ta nói là cái game đây có nghĩa là phải có thắng có thua, là ý là vậy, chứ không phải nói là game là trò chơi, hoặc là như hôm bữa bác cũng nói cháu là rẻ rúng, hoặc là đi bôi bác cái việc làm đó. Mà ý anh ta giải thích là game đây là nó phải có trí tuệ, tức là phải có kế hoạch, phải có chơi, là phải có thắng có thua, phải có này nọ. Ý anh ta nói là như vậy thưa bác. Thành ra tôi cho rằng thì là chính hắn ấy cũng đã nói rằng thì là ngoài cái chữ game ra thì hắn ấy có một cái lúc nào thì hắn ấy nói rằng là tôi muốn treo cổ thằng nào thì treo, tôi muốn khen thằng nào thì tôi khen. Đây là nó tùy nghi. Nói chung hắn là cái người con người mà nói lý để nói lấy được, không những là nói lấy được và coi như rằng thì là rõ ràng hắn ấy là tối đầu, nghĩa là sớm đầu tối đánh. Dạ đó. Và hắn ấy coi đây là một trò chơi thật. Dạ. Có nghĩa bởi vậy cháu mới nói lý để là lấp liếm lưu loa bao biện thôi.
bằng chứng là bác nhớ là bác nói là cháu cho hắn một chì, tức là vạch mặt hắn mà đưa ra trong vòng có 10 ngày mà ăn tiệm sang trọng hết mấy chục lần khoe hình đó, một ngày ăn tiệm sang trọng mấy lần, cao lâu mỹ vị, thì cháu đưa lên thì hắn mới phân bua hắn đó là Khải Đào, coi như là tự cho hắn là nhà đấu tranh, chứ hắn đâu có bao giờ hắn nhận hắn là nhà đấu tranh. Nhưng mà rõ ràng mấy tháng nay thì hắn lại liên tục vỗ ngực nói tôi là nhà đấu tranh, thành ra phải như vậy, phải như kia, đúng không ạ? Tức là ăn đằng sống nói đằng gió, hôm nay nói như vậy ngày mai nói ngược lại. Đúng rồi, cái câu chuyện là nhà đấu tranh hay là cái vô kỷ với cái gì đó, nó là cái chuyện vớ vẩn của hắn. Thằng cảnh sát nó định lại là nó dạ, không mở có gì cửa ra, không nó mở cửa cho người khác. Thành ra cái chuyện mà thì chính thằng này nó không phải là bẻ miệng đâu mà. Cái nhà đấu tranh thực sự là nó đấy, cái câu mà nó nói rằng ai cho tôi tiền thì tôi sẽ ai cho tôi tiền thì tôi sẽ đốt cái cờ vàng, thì cực nó nói thật đấy chứ. Và cái thứ hai nữa là tôi lúc tôi thích ủng hộ người nào thì tôi ủng hộ, tôi ghét người nào thì tức là tôi không có trách nhiệm với ai hết, không ai có quyền bắt tôi phải giải thích, đúng không ạ? Tôi muốn làm gì tôi làm chứ không cần phải giải thích cho ai, không không có trách nhiệm gì với ai hết. Đó là lời của Ngô Kỷ mà. Vâng, và như vậy thì nó là một cái thằng nó hoàn toàn nó chối cái nó chối cái dĩ vãng, nó chối cái trách nhiệm của nó, tức là nó sớm nắng chiều mưa và đây mới là và đúng như là nó nói là một cái game thì đúng rồi. Với thưa bác, sẵn hôm nay cho cháu sẵn vậy cháu cũng bốc mẻ luôn. Cháu đúng là cháu tính cháu sẽ là một cái chương trình là đều đặn đó bác, tức là mỗi lần như vậy sẽ bốc mẻ, sẽ dạy mã, sẽ nó gọi là đi bân đó. Tức là sẽ coi như là vạch trần những cái ngụy biện, những cái luận điệu ngụy biện của Ngô Kỷ, mỗi chương trình một cái vạch trần một cái luận điệu ngụy biện. Thì sẵn hôm nay cho phép cháu khởi đầu bằng một cái lập luận này trước là như vậy. Bác nhớ là bác nói đó là Ngô Kỷ nói là cho tiền là Ngô Kỷ đốt xe, thì Ngô Kỷ mới bao biện. Kính thưa quý vị, Ngô Kỷ lập luận nói là tụi nó ngu, tụi nó không hiểu tôi chơi chữ, anh không nói hết, tôi nói là bây giờ phải đáp ứng đầy đủ điều kiện của tôi, đúng không ạ? Thì tôi mới đốt. Giả dụ bây giờ tôi đòi 100.000 đô la thì nó cho tôi 100.000 đô la. Tôi đốt cái xe tôi 1.000 đô thì tôi mua 100 chiếc xe khác, tôi mua 50 chiếc xe khác, tại vì còn phải sơn phết đồ này kia. Nhưng mà thưa bác, cháu không giống như từ thằng này. Cháu nói Ngô Kỷ nói như vậy là rất là ngu. Nếu mà anh tự xưng là nhà đấu tranh, anh tự xưng là anh là một chiến sĩ về tâm lý chiến, đúng không ạ? Thì bác có đồng ý với cháu, nếu mà bác với cháu là trong cái lĩnh vực tâm lý chiến mà bác là đại diện cho ban tuyên giáo bên cộng sản, thì khi mà bác chi tiền cho Ngô Kỷ cho là 100.000 đô đi, thì bác chỉ cần ghi được cái hình ảnh Ngô Kỷ đốt cái xe cờ vàng là bác đã hoàn thành, bác đã được cái chuyện bác muốn làm rồi, đúng không ạ? Tao ghi được cái hình ảnh mày đốt cờ vàng, tao chỉ dùng cái hình ảnh đó để chứng minh cho mọi người thấy là Ngô Kỷ đã đốt cờ là xong rồi. Còn cái chuyện sau này mày dùng cái tiền đó mày mua xe hay là mày ca tụng cờ vàng, đó là chuyện của mày, tao đâu có quan tâm. Và bác đã đạt được cái mục đích của bác, có nghĩa là cộng sản họ đã đạt được cái chuyện của họ muốn làm, đúng không ạ? Là cái thằng tự gọi là chùm chống cộng, vua biểu tình, nó đã từ bỏ cờ vàng, nó đã đốt cờ vàng rồi, dấu chấm hết, xong mọi người về nhà. Còn cái chuyện về cho mày tiền xong mày muốn đi mua 100 chiếc kệ mẹ mày thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, có phải vậy không ạ? Dạ đây. Dạ. Thì ngay đây. Dạ. Dạ không có chi ạ. Dạ. Mặc lộ đóng đóng xe về bên kia đó. Dạ. Nó về bên kia đó mà bên đây. Dạ. Có mấy người họ cũng chờ xe đó, nên là có cái ghế mà người ta chờ xe. Ở đó đó tao ra ngoài đó. Vâng, chơi quay chơi cung cung. Không, chúng ta đi xe bus. Vâng, có cái ghế mấy người đi xe bus chờ. Còn chúng tôi đi xe nhà. Bác đi dọc theo cái đường là thấy sẽ có chỗ có cái ghế ngồi để chờ xe bus đó bác. Bác hỏi mấy người ở đó.
Dạ chắc mình cũng về, bác trời bắt đầu lạnh rồi ạ. Cháu mời bác có lời chào để mình kết thúc chương trình rồi. Bác thành ra cao, đây cho dân dân quay cái nhìn ở đây thấy họ chiếu ánh nắng nó đẹp quá. Dạ vậy ạ. Thấy cái chiếc phúc lộc thọ chiếu 1975 là. Dạ có, nãy giờ cháu có quay. Dạ. Dạ vâng, rồi bác qua đây mình có lời chào kết thúc chương trình luôn bác. Dạ bác đứng ngay đây cạnh rất là đẹp. Thành dạ. Ra mình ở đây là nó là một trong những các cái một cái biểu tượng cũng lớn lắm. Dạ. Thế này là Eason Garden, bên kia là Eason Village. Village. Dạ, làng Á Châu. Bên đây là vườn Á Châu, bên kia đường là làng Á Châu. Vâng. Dạ. Chắc ở đây là cái nơi mà trong này bao nhiêu người chỗ buôn bán. Dạ. Còn dạo trước bên kia đó là nó còn có cái cả giữa con đường ấy, nó là mấy cái tượng của Hồng Tử. Dạ. Ồ, với hôm qua bác nói là tượng, bác cháu mình nói lộn là Lý Thường Kiệt, nhưng mà tượng Chu Văn An. Vâng. Có phải vậy không ạ? À? Vâng, bác nói là Chu Văn An. Dạ, tượng Chu Văn An. Tại vì lúc đó bác nói đến gì đó, Nam Quốc Sơn Hà gì thì cháu nói là cái bài thơ đó của Lý Thường Kiệt. Vâng. Nhưng mà họ dựng cái tượng là dựng tượng Chu Văn An, có phải vậy không ạ? Chu Văn An thôi. Dạ. Dạ vâng, rồi, cháu cảm ơn bác, mình cũng chuẩn bị về, trời lạnh rồi bác. Dạ vâng, rồi. Mình tắt máy để mình chấm dứt chương trình. Đây là cái số 1975 ngày đây. Ai xuôi miệt ấy ghé gì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714-576-6070, 576-6070. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đi ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu, cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu, được ăn được nói được gọi đem về, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714-576-6070, 576-6070. Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì quảng em mời chị ăn liền. Lan Anh Kitchen 714-576-6070, 576-6070. Ai xuôi miệt ấy ghé gì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người.